Phật đản sinh, trần gian mừng đấng cha lành. Người từ cung trời đâu xuất, xuống trần cứu độ chúng sinh. Ngày xưa hoàng hậu Maria nằm mơ voi trắng bay ngà, sinh ra người đi bảy bước, chân người sen trắng nở. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, thế giới ta bà, thiên thượng thiên hạ, độc tôn duy ngã, đó chính là Đức Phật Thích Ca. Người tên Thái Tử Đạt Đa, sống trên nhung gấm lụa là, sánh vai cùng nàng công chúa, ngai vàng kế vị vua cha. Một hôm Thái Tử đi xa, dạo chơi trong cõi Ta Bà, thấy người sinh lão bệnh tử, khi về lòng những xót xa. Bao đêm người ngồi suy tư, vào ra tâm trí thân thờ, phải tìm con đường giải thoát, đường ấy chính là đi tu. Chẳng mang gì, âm thầm trên lưng ngựa trắng, xa nặc người báo đi về. Bao năm tu trong rừng sâu, Ma Vương quỳ giữa đôi đầu, tâm người kim thương bất hoại, tìm ra pháp đạo nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, chúng sinh trong cõi Ta Bà, vinh danh chí tôn cao cả, từng bừng mở hội liên hoa. Hôm nay ngày Phật đản sinh, trần gian mừng đấng cha lành. Người từ cung trời đâu xuất, xuống trần cứu độ chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, thế giới Ta Bà, thiên thượng thiên hạ, độc tôn duy ngã, đó chính là Đức Phật Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, thế giới Ta Bà, thiên thượng thiên hạ, độc tôn duy ngã, đó chính là Đức Phật Thích Ca.